Thì hồi năm 75 á, thì cũng không có đam mê, nhưng mà năm 75 mà ông anh ông đi bộ đội về đó, Dạ. thì ông học ở đâu mà hồi ông ở chung ông đi chuyên khu đó, thì ông học đâu được có mấy câu vọng cổ. Rồi khi năm 75 mà năm giải phóng đó, thì ông mới về về mà ông vác cái đờn về nữa, mà cái đờn nó te thua hết rồi. Dạ. Thì về thì cứ tối ngày ảnh chỉ có hai câu vọng cổ nữa, rồi ảnh đờn tới đờn lui. Thì mình thấy lúc đó cũng còn nhỏ, cũng 12 13 tuổi gì đó, mấy là cứ tối ngày cứ nghe nhiều đó, nghe riết rồi tự thuộc. Rồi có bữa buồn buồn quá cái lấy ra, cũng tại mình nghe riết Dạ. rồi cái tự mình mình nghe riết rồi cái chữ đờn nó vậy vậy cái mò bấm Dạ. bấm cái nó ra ra được, bắt đầu cái ghiền luôn Dạ. đó. Cứ một bữa làm chút chút vậy làm riết hết hai câu luôn Dạ. đó. Mà khi học hết hai câu đó rồi thì bắt đầu cái cây đờn nó tan nát Dạ. Nói chung sớm thì có ông anh thì nói chung ảnh có cây đờn, mà điều nói chung mỗi lần ví dụ ảnh có bạn bè của ảnh tới thì ảnh mới đem ra, Dạ. thì có thể nghe mà bạn bè ảnh tới ảnh đờn ca thì mình chạy qua mình nghe đã. Lát chủ yếu là khi mà khách về rồi đó cái mình ôm cái đờn cái mình giật lại, mình vẫn Dạ. giật lại Dạ. Ngày xưa là quê mình ở đâu? thì ở Long An, Dạ. gốc Long An. Dạ. Ở đây cái tiếng đàn ngày xưa là của mình là mình có thích tiếng đàn của dân cầm hay là nhạc sĩ nào hay không? Thì theo cái thời mình á, thì cứ nghe nói ông Văn Dĩ Dạ. đó, Văn Dĩ thì rồi cứ tối ngày cứ ghiền quá, nhiều Dạ. khi ghiền quá rồi cứ sáng á, thì tranh thủ ra ruộng làm cỏ sớm, làm cỏ lúa ha, làm Dạ. cỏ sớm khoảng canh khoảng chừng 11 10 giờ mấy 11 giờ cái chạy về là ôm cái là vô đó, bắt đầu bắt mấy cái đài Tiền Giang Bến Tre là Dạ. mấy cái lúc trưa trưa thì ưa có ca hát khắp nơi này kia đó không, Dạ, nghe dạ. tới 1 giờ rưỡi luôn, nghe tới mà đài thành phố mình luôn Dạ. đó, đó nghe hết, cứ nghe mà cứ hãy lọt ra chữ đờn nào cái là mình nhái theo liền đó, Dạ. lượm liền lượm rồi bắt đầu cứ rồi cứ không không có cái đờn tập, cứ lâu lâu bắt đầu cái là ông anh đó thì cứ chạy lại ông vợ chút vậy đó, Dạ. đến nỗi mà chiều mà mình đi cắm câu xong rồi bắt đầu cái về nằm nằm ở trên võng mà ghiền quá chịu không nổi, bắt đầu mới lấy cái cưa mới cưa cái vạt giường đó, Dạ. nên cái vạt giường ở đó là nó cũng 8 thân vậy, cưa cái vạt giường ra bắt đầu đóng 5 cái cây đinh đầu này, đóng 5 cái đinh đầu kia, lấy nhợ cái câu cá mình đó, Dạ. mình bắt đầu mới căng kéo căng ra làm 5 cọng. Rồi bắt đầu lấy cái nắp chao đó làm cái Dạ kiếm dạ đờn, dạ. cắt cái nắp chao rồi nằm ở võng để trên mình vậy đó, mà vừa bấm mà vừa đờn vậy thôi chứ đặng cho nó đỡ ghiền. Dạ. Ước có một cái cây đờn mà nó ông già nó thôi để mùa lúa năm nay mà trúng cho dạ lúa để mua đờn, mà ơi mà cái, chừng gặt lúa thì lúa thất quá thôi mình rồi cũng không có mua được. Rồi sau thằng bạn nó mới ông anh nó mới mua cho nó cái cây đờn thì mới là đờn cái ké nó Dạ. ké đó là một thời gian bắt đầu tới mà khoảng 19 20 tuổi đó bắt đầu mới lên trên đây, lên đây tại bà chị có bà chị thứ hai chị cũng ở trên đây mới lên mới theo ông anh rể mới đi học cái bên cơ khí làm lưỡi lưỡi cưa cưa Dạ. gỗ gỗ xúc đó, Dạ. đó mấy là nhưng mà nó cũng không bỏ nghề, lên đây rồi thì cứ sáng đi học về chiều thì về về thì bắt đầu cũng cái mấy ông chung sớm nè mấy ông biết Dạ. mình biết đời đời rồi mấy ông cũng mời rủ đi đó, rồi cũng đờn ca sáng đêm
Đó. Rồi một thời gian sau tới năm học hình như là 3 năm mới ra nghề bắt đầu cũng còn vẫn là còn chơi nhưng mà ít lợi rồi. Rồi tới năm năm 84-85 thì nó mới là cưới vợ đó. Yeah. Cưới vợ là bắt đầu phải là bỏ luôn. Yeah. Bỏ tới 19 năm luôn đó, bỏ là tới mà năm 2000 là bắt đầu là mới chơi lại đó. Chơi yeah. lại tới nay. Dạ. Yeah. Thầy có dạy những đệ tử nào mà hát hò hay là đàn nào mà thành danh không? Thì nói chung là giờ là dạy rất là nhiều lắm. Đệ tử thì nói chung giờ là ra là chủ yếu tụi nó kiếm sống thôi. Dạ. Yeah. Chứ còn rồi về nhiều cái khác, đa số là dân ở tỉnh. Tỉnh yeah. là lên đại học. Thì cũng mấy trăm đệ tử cũng đông lắm. Thì một số là giờ đã nó làm được thì nó ra nó đi bên nhạc lễ rồi đi show đi xiếc thôi chứ còn không. Còn một số thì cũng về tỉnh thì cũng tham gia các câu lạc bộ xã yeah. huyện tỉnh gì đó. Dạ. Yeah. Thì mình ngoài dạy hát là mình có câu lạc bộ ha, là có đoàn gì không thầy? Thì đây là năm năm 2001 mới thành lập câu lạc bộ của xã. Dạ. Yeah. Xã này là xã An Phố Tây đó. Dạ. Là thành lập câu lạc bộ đàn ca tài tử của xã. Tới năm 2002 là mới có cái quyết định chính thức luôn, chính thức là thành lập câu lạc bộ đàn ca tài tử của xã An Phố Tây. Yeah. Tới năm 2005 thì tham gia của Trung tâm Văn hóa huyện Bình Chánh. Câu lạc bộ đàn ca tài tử của huyện Bình Chánh, lúc đó là thầy là phó chủ nhiệm câu yeah. lạc bộ đàn ca tài tử yeah. của huyện Bình Chánh mình cho tới giờ. Yeah. Thầy ngoài cái đàn guitar phím lõm này, thầy có đàn thêm cái đàn gì nữa không? Thì nói chung mấy năm trước, năm hồi 2005 đồ này kia thì năm 2008 đó, thì thầy mới có qua làm ọt nữa tại vì yeah. lúc đó là cái thời mà là năm 2000, 2001, 2002 là bắt đầu là đi đờn quán đó. Yeah. Rồi đó mấy cái quán khác với nhau đó tối yeah. đi đờn quán đó. Rồi cũng mấy em mấy anh mà người ta làm một đó, yeah. ta cũng chỉ cho mình sơ bắt đầu tới năm 2008 thì mới ra nghề đờn ngọt luôn. Yeah. Lúc đó là đi đi gọi là show đó, là làm hai tay, yeah. làm ngọt rồi rồi nó cũng kéo hạ VG đồ cũng được, yeah. VG rồi đờn sến. Nhưng mà cái chính mình là guitar. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thank you.